Đây là mình đang ở khu phố mua sắm ở Ô Sử ở Nagoya các bạn. Có con mèo là tượng trưng cho may mắn này. Và các em cosplay. Quay đã chứ quay. Đông người đang ngồi ở đây và chụp ảnh quay phim ở đây. Đây nãy là mình quay phía sau, bây giờ mình phía trước có mèo để quay cho các bạn này. Tượng trưng cho may mắn này, cho ở đây khu phố mua sắm này. Đây có cái biển của Rewa thời đại mới. Đây là khu toàn đồ ăn luôn. À, đây khu đồ ăn à? Mình đi theo anh hướng dẫn viên của anh Hà hướng dẫn viên cho đợt này. Ăn đủ món luôn. Để có món của Việt Nam gì luôn hả? Nhật Việt Tàu à, đây Chin. À. Cái đây rồi. Đồ dễ này. Đồ Việt Nam ở cuối dãy. À thế à? Này rất nhiều món. Này có gì bên đông à? Đây là cửa hàng Trung Quốc. Siêu Quốc cự. Cái chỗ xếp hàng dài cực luôn mà chả biết là nó là cái gì. Anh em đang chờ vào để ăn phở ở Việt Nam ở Nagoya một lâu quá các bạn. Chờ nãy giờ xếp hàng có người chưa đến bụng reo còn cào chưa thấy đến lượt. Sắp đến lượt rồi, giờ tiếp theo là lượt anh em mình rồi. Đói tụt hết quần. Đây anh Hà. Anh Hà anh vừa kêu đói tụt hết quần rồi, chưa đến phiên. Sắp đến rồi. Đến ăn mà không muốn về luôn. Bế ra ngoài đi về không ở luôn đi. Nó cháu gái đến ăn này không muốn về luôn, muốn ở lại quán luôn, không muốn về luôn. Chưa đi lời mời nào. Ta đi tắt cái này mà. Cắm đúng không? Cắm cái đồ. Chưa đi lời mời nào để cho. Cho đôi bạn chờ tới sắp tuyệt quần. Ừ. Đúng rồi. Đấy rồi, lượt lên bên trên rồi các anh em ạ. Món này đi chứ bé của em ạ. Rồi. À, món này à. Bò nào, bò gà. Một phở bò và một chè cẩm. Một phở bò, hai một. Một phở bò, một chè. Coca. Ba mẹ coca, coca. Một coca, không coca thì chú uống đi. Một okay. Đây bánh mì đâu bỏ qua review luôn bánh mì nếu không ăn thì cầm về thế cho một mì pate nữa em một mì ok thế cho mình ạ một phở bò một chè thập cẩm một phố cá một bánh mì đúng rồi em không có mình mỗi xe chỉ ra 30 ăn ạ. Đây là anh em chợ quốc hôm nay các bạn. Phở bò 780 yên. Chè cẩm 350 yên. Coca-Cola 200 yên. Coca-Cola rẻ. Bánh mì thập cẩm 600 yên. Trong đó là coca và nước lọc là có ngay ngay lập tức. Quốc đi quốc. Phở bò được mang ra rồi các bạn. Phở bò và cái bánh mì cẩm của mình. Đây bắt phở bò ở nhà anh quốc bắt phở phở bò đây. Đảo lên xem dưới có thế nào nhỉ? Đây là bỏ đấy, đây dậy ra rồi đâu bỏ vô, bảy rồi bảy rồi. Rau của bạn mình không đáng thôi. Rau mình nhỉ? Hành, tây, tây, hành tây, thịt bò. Cũng là bò, bò rộng và bò chín. Đây là con nhũn phở 750 yên, 780 yên mấy. Việt Nam mình 780 yên là bao nhiêu? 860 yên ăn bốn một bữa ăn oẻ luôn. Dạ. Ok. Mời đây.
ngon không? Ngon không? Nước dùng sao? Phú phát xem thế nào? Cho mình thấy là ngon, ngon. Ngon à? Ngon. Làm ra được rồi. Được. Ngon. Thịt bò vợ sao? Thịt là bình thường thôi. Có miếng thịt tái, có miếng thịt tái ăn xem thế nào. Đó, thịt chị nên nó... Đỡ không ạ? Đi ăn rồi. Đúng là ngon. Lâu ngày về ăn phở Việt Nam hay? Ăn ở đây rất là ngon. Rất là ít rau và không có chanh. Ít phở quá. Và mình không biết xin không có quất thêm được có cho không? Không có quất nhỉ? Rồi thêm quất thì ngon hơn. Nó có một cái lọ ớt, ớt, ớt à, tỏi muối, tỏi ớt muối. Tỏi gì xanh này. Cho nó muối giấm. Ngoài vẫn còn rất nhiều anh em đang xếp hàng ở ngoài. Rồi quốc okay. Đi.